Xin kính chào quý vị và các bạn. Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ ổn định, nên thời tiết ở các nơi trong tỉnh phổ biến có mây, không mưa, ngày trời nắng, đêm và sáng trời lạnh, nên nhiệt độ tăng và độ ẩm ít thay đổi. Nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay tại các nơi trong tỉnh phổ biến từ 29 đến 30 độ C, độ ẩm từ 63 đến 71%. Đêm nay và ngày mai, khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ suy yếu chậm, nên thời tiết các nơi phổ biến có mây, không mưa, chiều chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trở lạnh, nên nhiệt độ và độ ẩm ít thay đổi. Thưa quý vị, thời điểm này với sự thay đổi thất thường của nhiệt độ và độ ẩm là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn virus phát triển gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp. Để bảo vệ sức khỏe, quý vị cần lưu ý vệ sinh cá nhân sạch sẽ, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, hạn chế tiếp xúc với người bệnh khi có các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, sổ mũi, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm. Còn bây giờ bản tin sẽ được chuyển sang phần dự báo thời tiết bao vùng trong tỉnh trong đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi phía Tây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ C. Vùng đồi Trung Du, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ C. Và vùng đồng bằng, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 22 đến 31 độ C. Cuối bản tin là phần dự báo thời tiết các vùng trong tỉnh 3 ngày tới.